nay trời nắng đẹp chưa các bạn ơi? Xanh lè xanh lấy. Tôi Huyền chở Alex cho nó đi ăn burger với các bạn. Hôm nay đi lên cái tiệm mới đã Alex thích ngồi trên đây cho nên chiều ảnh nè. Hôm nay trời không có miếng mây luôn anh. Xanh. Ừ, yêu ai nhất ta? Alex yêu ai nhất? Yêu bên nhất thế giới. Qua cảnh thì ăn hoài. Nào có chỗ rồi lấy cho ăn đâu. Có hôm mày nói yêu mẹ nhất thế giới. Ờ hôm nay yêu ông nhất thế giới đi. Burger chỗ này ha. Bữa ta ăn nó cũng ngon mà ta. Vậy hả? Có mấy hôm bữa sao chê dữ. Khó đặt phải không? Chưa quen á. Tại anh chưa quen á. Sẵn rồi tụi Huyền vô siêu thị này tụi Huyền mua vài trái xoài luôn hết xoài rồi. Đó. Cái này ở đây nó làm ngầu các bạn. Nhưng mà anh đẹp ha, đây nè. Nguyên ăn giống bún vàng hay sao Alex? Để mình lát. Cheeseburger cho ông. Có bún rốt nữa. Rồi. Pomfrey, drikke. Drikke gì? Nãy anh lửa dưới đó vô. Này hay là cái này biết đâu đi tên cho nó thì của nó nhỏ nhỏ anh với em mình khác ha. Dạ là... apple juice. Apple juice hả? Dạ đó. Đây nè các bạn, ở đây đẹp lắm nhưng mà nó vắng ha, vắng hơn trong siêu thị. Cái gì lấy cái phim nữa đây mẹ, cho mẹ xin dùng bất tử. Ở đây làm đã hơn đằng kia phải không? Ở đây bây giờ không có cần lại chỗ đó hay các bạn, mình đặt ở đây luôn rồi. Xuống. Tiện. Alex muốn ngồi đâu? Alex muốn ngồi đó hả? Ngồi sao giống con Chino dữ? Mẹ không khỏi dài. Cái gì vậy? Ketchup này, nó lấy ketchup ở đây nè. Dạ. Em hình em có lấy giấy rồi. Cái này của mình đúng không? Dạ. À. Alex nè. Mời cả nhà ăn sáng. Con ngồi con. Con ngồi xích qua kia kìa, tắt cái iPad đi để hết pin lắm. Rồi. Cái này của Alex nè. Đưa lộn mâm nè. Lộn mâm. Ừ. Đúng chưa? Đúng rồi. Lật cái lên cho thầy nè Alex. Ôi. Trời gô lét nè. Anh thích là vậy đó. Fantasy Fruit. Có Sport gô lét. Biết không? Kem hả? Kem gì đây? Kem dâu. Kem dâu. Biết không ba? Ở cái này là khoai lang. Ở bên này làm khoai lang nè em. Ờ, cọng nhỏ ngon phải không? Để em thử ra. Ngon hả? Mẹ ơi. Được không? Được. Biết không dạ? Mẹ? Không có biết con. Nè anh mở cái này ra coi. Biết không mẹ? Trụ cái to chứ, mở bên đây hả? Thôi mà, đem cái hành lên mở đó. Cho mà được luôn. Của em hết rồi. Em nè. To quá. Cái salad cũng ngon đó. Ok. Cái nông có ở nó còn có ấy nè. Dạ, để xuống đi, để xuống đi. Ok, mời cả nhà ăn nha. Ăn burger ha. Just collect nè. Cái này không mất nha. Của Hùng đại ca á, hôm nay tụi Huyền chuyển hướng. Hùng đại ca gớm à. Không thấy ông hết rồi. Ở đây nó không cho ống hút. Nó lạnh lắm. Ngon. Ngon không? Ngon. Alex ăn đi con. Chút nữa Alex ăn kem tráng miệng nha. Hay luôn. Cả nhà hôm nay Hường có một cái chuyện này muốn kể cho các bạn. Chuyện chú lô. Cái mặt bằng kế bên tiệm Hường đó các bạn. Mấy hôm trời thì cũng có nhiều người hỏi mướn nha. Nhưng mà rất là kỳ vậy. Trời ơi. Nhưng mà người ta lại người ta coi rồi người ta cũng suy nghĩ. Còn cái tiệm xe đạp á thì nó cũng muốn mướn các bạn. Nhưng mà nó muốn làm cho cái hai cái Lucan kế bên nhau, hai cái mặt bằng kế bên nhau nó
nó mở rộng ra, nhưng mà cái vách tường nó dày khó. Dày quá nó không có đục qua được các bạn, cho nên là nó đang suy nghĩ á. Thì hồi sáng này anh Hùng chở Alex đi bác sĩ á, thì có một người gọi để mà lại coi mặt bằng. Anh Hùng mới hỏi là ở bà muốn bà làm cái gì. Bà nói bà mở tiệm đồ ăn tàu nữa. Rồi bà nói là bà là bạn của cái bà tàu lúc trước. Không, anh hỏi hồi trước á, cái Luke Khanh này tao có cho bà tàu bà làm, nhưng mà vì một cái nhiều cái lý do đó, cho nên tao rất là bất mãn. Nhưng mà như vậy là bà mướn này bà để làm gì? Bà nói bà cũng làm được tàu. Rồi mình mới hỏi bà vậy bà có quen với cái bà quay không? Cái bà người tàu hồi xưa mướn của mình đó là tên quay các bạn. Để nó ở tao biết chứ. Bà đó bà cũng kêu tôi gọi lại mày mà. Trời ơi, mình nghe mình giật mình, nói chết mẹ là sao kỳ vậy. Người Ho ở đây người ta thấy cái tỉnh này làm đồ ăn nóng được á, bán được á các bạn. Không, tức là tụi Huyền sợ cái bà đó. Rồi xong rồi gặp cái bà này là bạn của bà đó. Nhưng mà em Huyền nghĩ gì nè các bạn, nếu mà bạn người ta không có mở gần nhau để người ta cạnh tranh đâu. Huyền nghĩ là bà Tàu đó ha, là bà cái chỗ đằng kia chắc bà bị đuổi rồi. Mình nghĩ vậy các bạn. Mới có 2 tháng. Với lại các bạn biết sao không? Cái tiệm bảo mướn ở đằng kia nó nằm dưới hầm á, không ai tìm được hết. Nằm cái chỗ mà phức lắm, không ai biết được cái chỗ đó đâu. Thậm chí cái người mà chở đồ ăn cho bả này kiếm hoài cũng không ra, thì không ra chỗ mà. Thì phải gọi nữa chắc à. Để coi. Cứ đó đi dòng đi. Dạ. Dạ. Không. Comodino? Ok, nó không như một minute kilo visa đầy lúc khỏi lẽ. Ok, phiên tài. Trời ơi, không ngờ bà gọi. Bà nói bà đang đứng ở ngoài. Thôi bây giờ mình ra rồi em kể đi. Để không, để mình ra coi mặt bà xong một cái mình vô nha các bạn. Không, thôi em quay luôn. Mới ra nhìn nha các bạn. Thì đi hai người, người đàn ông, người đàn bà. Thì tại vì Huyền sợ. Sợ cái bà đó không phải ai cũng xấu các bạn, nhưng mà Huyền cho cái bà đó muốn là Huyền nói bà đó cái tánh bà xấu thiệt tình luôn á. Các bạn biết sao không, cái hôm mà Huyền có kể cho các bạn nghe là trước cái lúc mà bà nghỉ, bà qua bà năn nỉ tụi Huyền á là cho bà dọn ra đi rồi cuối tháng bà sẽ trả tiền á các bạn. Đáng lẽ là bà hủy hợp đồng nghe như vậy á là bà sẽ bồi thường cho Huyền ha, hoặc là ngược lại nếu mà Huyền đuổi bà bất tử á, thì Huyền cũng sẽ bồi thường cho bà là mấy tháng ký trong hợp đồng á. Thì cái bữa đó đó bà qua bà năn nỉ, bà Huyền nghĩ bà cũng tính toán đâu hết rồi ha các bạn, để mà bà dọn ra, cho nên là bà mới nhanh vậy. Tụi Huyền vừa ký giấy là bà dọn liền luôn, có cái chỗ đó bà dọn liền luôn á. Thì bà qua bà năn nỉ là bà nói khi mà bà dọn ra xong rồi á, cuối tháng bà sẽ trả tiền. Các bạn biết sao không, cuối tháng á, bà không có trả các bạn. Anh Hùng mới gọi cho bà, nhắn tin cho chồng bà thì bà cũng không có trả lời luôn. Xong anh Hùng lại tới tiệm, mà anh Hùng nói cái tiệm nó khó tìm chưa từng có luôn á. Cũng gần gần ở trên một cái con đường này, nhưng mà nó nằm ở dưới cái hầm á các bạn, đi lòn lắm. Qua cua qua quẹo gì á, rồi nó nằm dưới cái hầm á. Anh Hùng mới nói trời, cái quán ăn mà nằm cái chỗ anh hết biết luôn á. Thì anh Hùng ảnh lại, ảnh mới nói là bà hứa là bà trả tiền mà tại sao bây giờ tôi gọi điện bà không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Thì bây giờ á, tôi lại đây là tôi hỏi về cái tiền nhà. Cái xong cái bà mới nói anh Hùng á, bà nói chừng nào tao muốn trả tao trả. Mà bà nói cái kiểu, anh Hùng nói bà nói cái kiểu mà giống như chọc tức ổng gì đó ha các bạn. Bà nói là chừng nào tao muốn trả tao trả. Cái anh Hùng mới nói bây giờ bà nói một ngày đi. Bà nói ngày nào để tôi biết chứ bà đừng có nói vậy. Cái bà nói hôm bữa mày nói mày đưa vô incasso đó sao mày không đưa đi. Là ở đây nó có một cái sổ đen á các bạn. Đó. Thì ở bên đây gọi là incasso ha. Cái dạng giống như là các bạn bị vô sổ đen á. Nói anh Hùng vậy đó. Trời ơi. Anh Hùng anh tức biết không. Cái bà mới nói là nếu mà mày nói chuyện lớn tiếng ở đây thì tao không nói chuyện với mày nha. Cái anh Hùng anh tức rồi. Anh nói là cái bà này á là không thể nói chuyện được với bả về cái incasso, rồi bả muốn cái kiểu như là bả muốn ăn giật á. Xong anh Hùng mới nói bây giờ bà quên cái vụ incasso ra đi, tôi sẽ lên tới công ty chồng bà này ha, tôi sẽ nói là vợ chồng bà là ăn ngang nói ngược vậy ha, để cho chồng bà mất mặt này ha, rồi tôi sẽ lên báo tôi đăng á,
là bà mướn Lucan tôi bà dọn ra bà không trả tiền ha. Xong anh Hùng đi ra đóng cửa cái rầm các bạn. Thì bà chạy theo bác kêu Johnny, Johnny. Anh Hùng ảnh tên Johnny với các bạn bên đây. Johnny, Johnny. Anh Hùng ảnh bỏ đi luôn. Cái anh Hùng ảnh mới nói bà nhớ tôi cho bà một tuần á, bà mà không trả đấy ha là tôi sẽ lên báo. Rồi đó coi. Xong các bạn biết không, qua cuối tuần là qua tuần sau, anh Hùng nói là cho bà qua tuần sau, cái chồng bà gọi là nhắn tin năn nỉ chứ, hứa là trả 5.000, rồi sau đó trả 5.000, tại Huyền cho mướn là 10.000 hết các bạn. Đó, xong rồi thì trả rồi các bạn. Mà chưa đâu, xong rồi sau đó Huyền với anh Hùng qua dọn nhà đó ha, dọn cái thùng thơ để Huyền lấy cho các bạn coi. Tụi Huyền dọn cái thùng thơ phía sau đó các bạn. Bao nhiêu đây này ha, Huyền bỏ là hơn phân nửa này rồi. Còn ở đây là mấy hôm đài, toàn là thơ đòi nợ của bả nha các bạn. Đây nè, má kinh khủng. Huyền với anh Hùng á, qua bển dọn dẹp ở cái Lucan đó, xong rồi phải dọn cái thùng thơ. Tại vì mấy hôm đài Huyền cũng không để ý thùng thơ các bạn. Tại vì có người là hỏi mướn á, thì tụi Huyền định dọn dẹp để nếu mà người ta mướn thì mình chỉ cho người ta cái thùng thơ đó để mơ mốt thơ từ vậy các bạn. Trời ơi, nó tràn ra ngoài hết các bạn. Huyền bỏ là hơn phân nửa này rồi đó nha. Còn cái này là mới đây, nó nhét ở ngay cái cửa các bạn. Tất cả là thơ đòi nợ, Huyền chưa có xé ra nha. Mà thấy ở trong đây nè các bạn, incasso đòi nợ. Khủng khiếp không các bạn thấy không? Người khủng khiếp không? Tại vì bên đây có cái luật, ví dụ như mà các bạn mở cái kiểu AS là cái mở cổ phần á, các bạn khai phá sản là không ai đòi các bạn được hết á. Cho nên là bả làm cái cách đó các bạn. Bả đặt gì nữa ha, Huyền thấy coca, cola ha, rồi tiền điện cũng vậy luôn các bạn. Huyền với anh Hùng nhìn nó hú hồn hú vía luôn á. Gì đâu mà thơ bao nhiêu đây ha, cỡ chừng 2kg của các bạn giấy. Các bạn coi kinh khủng không? Mà anh Hùng mới nói á, thường á, ví dụ như á, tụi Huyền á thì nói mà ngọt ngọt, nói giống như nói năn nỉ chút xíu là tụi Huyền cho qua à. Mà cái này bả lợi bả nói chọc tức anh Hùng các bạn. Bả nói mà bữa mày nói mày vô incasso nó, mày vô đi, chừng nào tao muốn trả tao trả, chứ mày lại đây mày hỏi làm chi. Các bạn coi tức không, anh Hùng ảnh mới làm lớn chuyện luôn. Bả sợ lên báo lắm các bạn biết sao không? Báo là bắt đầu nó moi mấy cái này ra hết là bả khỏi làm ăn gì luôn á. Bao nhiêu thơ nè ha, tổng cộng ở đây hơn 50 cái thơ hết các bạn. Còn một đống hùng dục ở ngoài kia nữa. Khủng khiếp luôn, sợ luôn. Cho nên là nghe nói cái bà này á, là bạn của bà kia nói trời ơi, Huyền với anh Hùng á, hả? Anh Hùng mới nói anh giật mình luôn á. Cho nên là có nên cho mướn hay không các bạn? Trời ơi, sợ quá. Nhưng mà Huyền với anh Hùng á, nếu mà cho mướn ha là đặt cọc tiền trước các bạn. Thường á là đặt cọc trước 3 tháng ha. Đó, rồi Huyền với anh Hùng nếu mà cho mướn á là Huyền nói với anh Hùng á là phải ký trong cái hợp đồng rõ ràng này kia đồ hết á. Chứ mắc công phiền lắm luôn á. Hồi đó Huyền cho bả mướn á, Huyền cũng đâu có đặt cọc tiền đâu các bạn. Thấy bả bả giống như là bả nói bả không có tiền này kia đâu. À, chưa đâu. Cái hôm mà ký để cho bả nghỉ đó, bả nói là bả có đặt cọc 3 tháng rồi mà anh Hùng nói giấy đặt cọc đâu. Kỳ đó bà với lại cái bà kia năn nỉ tôi là nói là tụi bà không có tiền á, cho nên là đừng có lấy cái tiền đặt cọc của bả. Huyền với anh Hùng cũng chịu luôn á. Xong rồi cái hôm mà bả ký giấy bả nghỉ, bả nói ngược lại là bả có đặt cọc 3 tháng các bạn. Còn kinh khủng không? Anh Hùng nói vậy cái giấy đó đâu? Và tiền nó nằm ở chỗ nào? Xong rồi bả mới nín luôn các bạn. Dễ sợ vậy đó. Về tới nhà rồi các bạn. Ăn cơm chiên. Chiên qua tiệm sách về nhà ăn. Hồi sáng hai vợ chồng người Tàu đúng không? Hai vợ chồng hay là hai... Không biết nữa, chắc hai vợ chồng đó nữa. Ngon hỏi luôn. Coi cái tiệm của Huyền, cái xong cái qua coi cái Lucan xong chứ. Cái xong qua coi cái tiệm của Huyền, cái kêu mày bán cái tiệm này cho tao đi, vô duyên không? Chỗ người ta đang làm, nó tại tiệm mày đẹp quá. Vô coi toilet rồi sạch sẽ quá, bếp rồi sạch quá, rồi nền rồi cũng đẹp quá. Nó ở thích giống tiệm gì nè. Nó thích giống vậy cái thì anh Hùng đấy. Mày mướn bên đó đây cũng y chang vậy đó. Nếu mà thích giống vậy thì nữa bà sửa giống gì nè. Ý chủ sao chỗ này dơ như vậy?
Sáng Alex ăn burger, ăn pizza nè. Đó. Thấy sạch sẽ, gọn gàng đâu đó các bạn thích. Nó muốn thì bỏ chút xíu tiền ra, còn nếu mà tụi Huyền sửa thì tụi Huyền sẽ cho mắc hơn. Nghe đâu quen với bà Tàu kia, tụi Huyền cũng sợ rồi, bạn bè đi mất công tánh tình giống. Nhưng mà tại vì cộng đồng người ta biết với nhau, bà nói bà không có thân với bà đó, rồi bà cũng nói là bà đó đâu có biết nấu ăn gì đâu à. Thì vậy đó các bạn, cười lắm. Huyền nói với các bạn á, còn thêm một cái chuyện của Huyền với anh Hùng lấy lại được tiền mà đặt cọc ở trên kia nha các bạn. Anh Hùng á có khiếu đòi nợ lắm, cho nên là Huyền định mở các công ty đòi nợ mướn cho. Ai đòi không được thì gọi cho mình á. Ai đòi không được thì kêu anh Hùng. Huyền kể cho các bạn nghe mấy cái thằng nội thất ở trên đó, nó gạt nhiều người lắm các bạn ơi. Nhưng mà đặc biệt không có ai gạt được mình đâu. Để Huyền kể cho các bạn nghe, nó ly kỳ lắm. Anh Hùng ảnh ảnh thấy có một cái bà đó nhiều người lắm, nhưng mà anh chỉ nhắn tin cho một người thôi. Tức là ở trên cái Facebook cái tiệm của nó đó các bạn, nhiều người bị lắm. Rồi cái anh Hùng ảnh thấy cái bà đó, cái ảnh mới nhắn tin vô bà đó, người nọt hay các bạn, người Na Uy nè. Anh mới hỏi bà tiền sao vậy đó, tôi cũng giống vậy nè. Cái bà nói bây giờ tụi mình họp lại kiện nó đi, chứ có mình ơn bà là bả cũng kiện rồi mà người ta chưa có xử á các bạn. Tại vì ở đây những cái chuyện mà lặt vặt nhỏ nhỏ là chắc cũng lâu lắm. Các bạn biết không, bả nói bả cũng đặt lâu rồi, bả lên bả đòi tiền nó không trả các bạn. Tới giờ cũng chưa đó. Tới giờ cũng chưa mà hình như bả trước mình luôn phải không? Ừ. Huyền kể cho các bạn nghe cái hôm đó, cái Huyền với anh Hùng gọi điện lên ngay thứ hai, là đúng 2 tuần luôn nghe các bạn. Gọi điện lên cho nó. Xong cái sao mà nó nói làm sao anh? Cái thằng nó hứa dữ lắm. Nó hứa. Hứa hoài. Nó hứa là tại vì ở đây phải trả tiền là phải qua kế toán, rồi kế toán nó sao đó, rồi nó mới xức ra nó trả. Cái anh Hùng nói bây giờ mày đưa cái số điện thoại thằng kế toán cho tao, hứa chừng nào trả phải nói liền, rồi phải in cái giấy gì ra phải không anh, em nhớ. Nó hứa cái bắt đầu anh Hùng nói bây giờ mày không có hứa. Anh Hùng làm căng lên các bạn. Bữa đó thật ra tụi Huyền nói với các bạn là tụi Huyền có công việc đi á, cái hôm thứ hai là tụi Huyền định đi lên trên Úc luôn luôn đó. Đó thì nó hứa nó trả. Nó kêu anh Hùng cho nó số con tu đi, cái anh Hùng mới nói sao bữa mày không kêu tao đưa mà tới hôm nay rồi mày nói là tại không có số con tu của tao mày trả không được. Thì anh Hùng mới gửi cho nó, rồi anh Hùng mới nói là mày phải copy cái giấy mà gọi là gì? Begrepte hả? Xác nhận đó. Cái giấy xác nhận á. Kêu kế toán của nó đó. Kêu kế toán là xác nhận là cái sẽ trả tiền đó cho tụi Huyền đó các bạn. Đó thì tới chiều cái ảnh gửi cái giấy đó. Thì nó nói là ngày mai hoặc ngày mốt. Cái anh Hùng nói mày không có gạt tao đúng không? Được cái đó nghe, tao là tao tìm tới nhà mày. Anh Hùng nó hù á. Đó thì nó hứa là ngày mai ngày mốt ha. Cái xong cái Huyền nói, Huyền á thấy cái thằng này nó anh gì? Nói với nó luôn, anh nhấn mạnh luôn, anh nói với nó, anh nói mày có thể mày lừa gạt mấy người Na Uy được, nhưng mà tao nghĩ mà không có biết tao đâu, là người như thế nào đâu. Hiện tại giờ tao còn hiền, tốt nhất á mày nghe lời tao, mày tiền cứ cho tả, mày mua không được mày hứa, đáng lý ra là mày phải bồi thường đó. Theo lý do cái luật nuôi á. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà một thằng nó liều rồi thôi, luật lệ chắc nó không có cần thiết đâu. Rồi mình mới nói thôi. Với nó kiểu khác ok, ngày mai người ta không nhận nữa đó, thì coi như số tiền này tao cho mày luôn đó. Đó mình nói tâm lý với ảnh nha. Mình nói thôi tao không cần lấy này nữa. Đó tới đó tao sẽ đi kiếm mày thôi. Rồi mày suy nghĩ cho kỹ đi. Tao là tao không có đơn giản đâu, tao nói vậy thôi. Tao hy vọng mày hiểu không? Rồi kia sau cúp xong kia rồi rồi chút anh gọi lại, anh nói bây giờ tao đã nói với kế toán của tao rồi, nó sẽ gửi cho mày cái xác nhận là ngày mai ngày mốt mày được tiền liền ha. Mắc cười lắm các bạn, hù thôi. Anh cũng căng lắm, cũng làm căng lắm. Thì anh Hùng ảnh cũng gọi, anh nói căng lắm, nhưng mà cái xong cái
tới tối đó mấy cái thằng nó phải lì lên mới được nha, không lì không được đâu đó. Hiền hiền mà hứa hứa vậy. Cái xong cái tối đó người nói có đụng á, ví dụ nó không trả mình làm sao ta, cái nói cái nếu mà ngày mai nó không có tiền vô thì sao, cái anh Hùng nói thì anh lên đó, cái anh nói anh lên để anh lại nó. Mình lên mình gặp nó mình lạy nó chứ sao, nó làm ơn mình đưa tiền cho tao đi. Tao khổ lắm, mắc cười lắm. Huyền huyền nói với Hùng á, nói ví dụ nó không trả hay sao, nói lên lên nó chắc mình lạy, lên mình lạy nó, mình hù nó không được thôi, mình lên xong mình lạy nó. Tao lại mày trả tiền lại cho tao. Hai đứa Huyền á tối mà mắc cười, hai đứa nói tính với nhau vậy. À, mấy thằng đó mình chỉ chơi tâm lý rồi các bạn. Huyền cũng nghĩ khó đòi các bạn, tại vì mới đầu thì nghĩ chắc cũng nó tiệm lớn thì chắc đòi cũng dễ, nhưng mà tự nhiên cái gọi cho mấy người đó, cái tự nhiên cái mình thấy sao cái đòi lại nó mỏng manh quá. Không, mà chắc mà mình nắm gà chắc mình cũng không bỏ gà ra đâu, tự lường gạt nên mình ghét người lường gạt lắm. Thì đúng rồi, thì chắc tụi Huyền cũng sẽ tìm cách để cho nó trả lại hoặc là làm khó nó cái này kia đó các bạn. Nhưng mà tại vì tự nhiên cái mình nghe mấy cái người kia á, cái bà Na Uy đó bà nói vậy á, nói tiền của bà bây giờ cũng lấy không được luôn á. Xong cái người nói trời chắc mình mất luôn á anh, trời sao năm nay xui dữ đó. Nhiều mà sao mất lắm, nhiều người mất lắm á. Sao cái tự nhiên mình là hên đúng không, trong những người mà lấy được á, tại anh Hùng giả làm đại ca. Giả làm thứ thiệt á các bạn. Hả? mình giả chỉ mình làm mặt ngầu á. Hù quá. Tự nhiên bữa mình lên mình gặp nó trước lần rồi, mà nói cái mấy câu thôi à, nó ok bây giờ thôi, cái mày lại đẹp không được, tốt nhất đưa tiền cho tao đi. Tao không cần thưa kiện qua lại mệt lắm, tao không có quen làm chuyện đó, tao chỉ đi kiếm người tao đòi tiền thôi à. Tốt nhất mày trả tiền cho tao đi. Rồi anh cũng hứa. Trời, qua thứ hai là đúng 2 tuần không các bạn. Không thấy trả. Mình nhờ tới luật cũng được nhưng mà nó lâu dữ lắm. Tại vì cái kiểu của mình là cái kiểu dạng nhỏ các bạn lắm, với lại cảnh sát cảnh đồ nó không bao giờ làm mấy cái chuyện đây. Mình chỉ kiện tụng. Mà nếu mà mình dư thời gian á, ở bên này mấy cái chuyện nhỏ như vậy, nếu mà mình dư thời gian á, rảnh á, thì mình cũng muốn luật sư xong cái nó biên cái lá thư tới cái công ty đó. Rồi nó mới hiện ra, rồi nó mới đưa đơn lên tòa án được, nó lâu dữ lắm. Còn cái năm á, nhỏ nó không có cái văn trọng, nó lâu dữ lắm. Thì mình mất thời gian. Nhưng mà cũng lấy là được biết không. Cho nên là cái bà đó, bà cũng nói bà đã có kiện nó rồi các bạn. Nhưng mà cái của bà phải chờ lâu á. Bà mới nói là bây giờ những cái người nào á mà giống như bà, như tụi Huyền gì nè, thì nên họp lại để mà nhiều cái đơn á cho người ta mau xử á, phải không? Tạm biệt cô chú. Đó các bạn coi đó, thì Huyền nói nha, ai cần đòi nợ thuê Huyền sẽ mở một cái công ty đòi nợ mướn này nè. Mấy tôi Hùng có hù hay lắm các bạn, chỗ cái mặt ổng hù luôn, ổng dữ lắm, mà thật ra ổng thỏ đế các bạn ơi. ổng là thỏ đế không nhắc hết nè, ổng như có cái miệng hù á, với cái mặt ổng nhìn thấy nó dữ lên vậy ha, hai con mắt ổng trộn luôn vậy nè, trời ghê lắm. Alex tạm biệt cô chú đi. Alex đánh một giấc ở ngoài tiệm quá trời luôn á. Huyền tập cho nó ngủ trưa luôn các bạn. Thích. Tạm biệt cô chú nha.